Anh chị em mình ha, sau khi mình đăng trong vòng cả nửa tiếng là số anh em chốt cũng muốn hết cái lô này. Bây giờ còn 2, 4, 6, còn 8 cây này. Thì 8 cây này nếu mà anh em mình mua mua cái giá mà mua hết cái lô này là giá 300 ngàn cây. Còn mà mua lẻ là giá 500 ngàn cây nha bà con mình. Thì cái lô này là vô cùng xứng đáng, hồi nãy có ông anh ổng đòi mua hết. Nhưng mà mình không thể nào mình bán cái giá 250 được, tại vì những cái cây này là nuôi thời gian rất là dài ha, cho nên và cái giá của mình đưa ra là nó rất là sát rồi, mua từ 6 cây trở lên thì giá là 300.000 cây, còn mua lựa là giá 500.000 cây, bên mình bao ship. Thì anh em mình lưu ý, thì còn những cây sau đây ha, là mai chưa phải lá tung nha. Đây số 4 nè, số 4 nha. Thì số 4 này mặt tiền đây, thì nó cũng có vẫn có rễ đây, thì cây này nữa mình nuôi mình phân cốt đây thì nó vẫn là hợp lý nha, nó không có bị trống ha. Nhưng mà đưa giá lẻ thì 500.000, còn mà giá xô mà 5 là 6 cây trở lên nó là 300.000 nha, số 4 rồi số 8. Còn những cây như vậy nè, này rễ cám đây, thì số 8 nhưng mình nói là nó cũng như những cái kia thôi, như những cây này thôi, nhưng mà do mình phân đế á, phân đế nè. Số 11, số 11 này đẹp nha anh em mình, chơi cây này là ok nè. Nó có hai cái rễ nhỏ này do người ta chê á, nhưng mà số 11 này là mặt tiền rất là đẹp ha. 12 đây, 12 cũng khá ha. 12 này bị lem số nha. Rồi 16 ha, do bứng lên á, rồi anh em mình thấy hết rồi, cho nên là nó nhìn nó thì nó không được đẹp mấy, nhưng mà thường thường là ở dưới đất thấy đẹp hơn. 17 đây, cây như gì thì 300.000 thì nó không có mắc rồi nha bà con mình. Mua 6 cây á. 20 đây, 20 và 21 ha. Còn 2, 4, 6, còn 8 cây nha bà con mình. Anh em mình mua là 8 lần 3 2,4 triệu. Ship chung luôn đó là 2,4 triệu thì mua 8 cây thì 2,3 triệu thôi ha. 8 cây là 2,3 triệu để ship chung cho bà con mình luôn. Còn ai mua lựa thì nếu mà mua lựa còn nhiêu thì bán xô nhiêu nha bà con mình. Đó, cho nên là em quay lại chừng 4 phút để cho bà con mình khỏi lựa cái bài kia ha. Rồi, mình lấy cái màn hình.